Hết sảy cùng bà bảy luôn các bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng order thử là tôm, một tôm bún riêu đặc biệt tám nhìn ở đây sẽ như thế nào. Let's see. Nhà lâu rồi mới kiểu đi ra ngoài mình ăn lại á, còn hồi trước bữa giờ là cứ kiểu ở nhà xong rồi mình sẽ kiểu gọi về ăn không à. Hầu hết thì mọi người cũng kiểu đi ra gọi về nhà ăn nhiều, nhưng mà kiểu mấy cái như kiểu bún phở miếng hay là bún riêu hay là này nọ thứ mình nghĩ là phải ăn ở tiệm thì nó mới ngon ấy. Nhìn cục giò ở đây thèm quá. Ở đây là mình sẽ có chả nè, có thịt nè, có đậu nè, đây là cái cua đó. Khá sợ anh bà bảy. Wow, ngon phết. Bún riêu ở trong Sài Gòn mình là khác với lại bún riêu ở Hà Nội. Bữa vừa mới đi Hà Nội xong, không nói về cái vị nhá, nhưng mà kiểu cái riêu này người ta cũng không làm nó, cái cua này người ta cũng không làm nó thành cục như này luôn. Người ta kiểu làm nó ở trong cái tô bún có sẵn luôn anh. Đấy là nó bị đúng rồi. Cũng như là đợt mình đi ăn lẩu riêu cua rồi nó cũng vậy á, nó không em hỏi ủa riêu cua đâu sống kêu tan trong nước rồi. Không tin được. Và có một miếng thịt như này, là nước chả. Cái này ngon. Ủa cái này, cái chả này đúng ngon á. Nó kiểu cắn vào một phát là kiểu mềm mềm đó. Không kiểu nó sẽ xịt ra một cái hương, cái mùi hương á. Không rõ mùi thịt hủ tiêu. Ngon quá. Đây là có thêm nước chả này nữa. Hình như là nếu như mình nói là bún riêu ở Sài Gòn cũng khác với lại bún riêu ở Đà Lạt mình ăn luôn. Ây ơi, thật ra đi ăn nhiều riêu mọi người mình mới gọi cho đặc biệt thôi. Còn bình thường mình đi ăn á, mình sẽ ăn duy nhất một cái à, bún riêu với lại thịt thôi. Còn mấy cái khác mình không ăn nhiều đâu. Mà gọi là quyết định có thể là có ngon hay không là ở nhờ cục thịt này ra. Chưa cắn được cái bún thịt, đừng hỏi. Tại vì mình vừa mới đi Hà Nội về mà đồ ăn ở Hà Nội nó sẽ không có cái vị ngọt. Nên là khi mà mình vừa đi Hà Nội về mình ăn á thì mình ăn cái vị ngọt vô mình rất là thích, tại vì mình thích ăn ngọt mà. Nó sẽ hơi có miếng gân vào trong rồi, không miếng da hơi dai dai rồi, thịt mềm mà. Rất là hoàn hảo. Tính ra mà nói tại vì cái tô này tô đặc biệt nên nó mới 80.000 thôi. Còn nếu như mà các bạn mà kiểu ăn bình thường thì chúng ta cũng sẽ có những cái tô rẻ hơn nữa. Mà tô này mình đánh giá là 8/10. So với bún riêu nha, ý là bún so với tô bún riêu này 8/10. Cũng như tô vết, đó là tô chả. Xin giới thiệu với tất cả các bạn tô bún riêu 30.000. Wow, theo mình thấy thì bên này là rau thì về rau thì nói chung đi đâu ăn thì cũng có rồi, dù các bạn ăn ít hay ăn nhiều thì cũng có rau, nhưng mà mình là loại biến ăn rau nên là mình cũng không có để ý đến cái tô rau này lắm. Nhưng mà mình thấy là cái đĩa huyết này là có vẻ dữ dội à, mình là không có phải là đạo huyết lắm, nhưng mà cái tô này điểm cộng của mình là ai mà thích ăn huyết là dữ nha. Cái này chắc là 3 lít máu rồi chồng. Ủa, ốc nè. Ốc nè. Đúng rồi. Ui, ăn cái tô bún riêu này là mình nhớ tới ngày mình còn bé. À không, không bé lắm rồi, là đại học á. Nhưng mà ngày mình còn nghèo. Bây giờ vẫn nghèo nhưng mà ý là khá giả hơn chút. Cái ngày đó đúng rồi. Ví dụ ở quán kia thì các bạn sẽ được ngồi ăn không gian à, sang xịn mịn thoải mái. Ở đây thì thứ chúng ta có chính là em chưa nghĩ ra từ gì để nói hết, nhưng mà kiểu mình vẫn thích cái cảm giác như này hơn á. Không, thiệt ra là mỗi chỗ nó sẽ có một cái cảm giác khác nhau. Nghe cái mùi này, mùi hương này nó quen thuộc hơn nè. Mùi hương này, cái mùi mắm tôm này nó cũng quen thuộc hơn nè. Chính là nó bà. Mình nghĩ là giống bún ốc hơn á, mà bún riêu cua.
mà cái tô cái riêu này hơi khác nha. Cái riêu ở bên kia thì các bạn sẽ thấy được là nó có sẵn cái, nó có thẳng cái thịt ở trong luôn. Không thấy cái thịt trắng trắng trắng, còn cái này thì không biết được. Nó là cục riêu này quen hơn rồi, thấy quen quen rồi. Ăn cái này nó kiểu bột 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 hơn một chút đó các bạn. Cảm giác mà trứng nhiều á, nhưng kiểu nó sẽ hơi bể. Dù ăn bao nhiêu tiền á thì cái quan trọng nhất là mình đi với ai, đúng không? Mình đi một mình á thì dù mình đã ăn cái tô bún sang á nó cũng là buồn thôi, mà mình đi với người yêu á, trong các bạn thử tưởng tượng đi, trong một buổi trời mưa không, hai đứa không ăn gì, không đặt được đồ ăn, chạy ra đây ăn một tô bún riêu, ui giời, xuất sắc. Bạn này chống chỉ định cho mấy bạn FA. Ơi cục thịt, ơi cục chả. Cục chả này thì khá là quen thuộc cho các bạn. Các bạn đi ăn mấy cái như là bánh bèo hay là cái gì là cũng có cục chả luôn. Cục chả này là hay gói gói trong cái lá. À nhưng mà tô này, tô 35 ngày thì sẽ không có thịt nhá. Không có miếng đậu nè. Miếng đậu này được cái dài chứ không có được cái dày nha. Cái dài lắm. Nó mỏng dính. Ở cái quán này thôi thì mình cảm giác là nó mặn hơn bên kia một chút. Tại vì nếu mà nói về hương vị thì mỗi quán sẽ nêm nếm khác nhau nên mình cũng khó để mà mình so sánh được lắm. Nhưng mà cái này vẫn ngon nha. Điểm cộng là có thêm ốc này ăn cho vui miệng. Cái này thì mình sẽ cho, mình nói là mình cũng phân vấn cũng tầm 8/10 là bằng với bên kia. Quán tiếp theo nào. Hôm nay tôi cảm giác giống như là một ngày hôm nay ăn bún riêu thôi, cảm giác là bằng cả một năm ăn bún riêu luôn rồi. Tô này là có miếng đậu là đỉnh hơn rồi nha. Miếng đậu này vừa dài mà vừa dày nha. Còn miếng đậu bên kia là nó sẽ bị mỏng. Ôi chu cha. Có cục thịt nè. Cái tô nó nhỏ quá nên tôi phải bỏ nó ra đây mới ăn được. Đây là cục chả nè. Chả của quán luôn chứ không phải là chả bỏ trong cái giấy gói mà mua về nữa. Chả đây vị khác nha. Cảm giác nó sẽ hơi giống dăm bông á. Cái quán này tôi cảm giác là người ta sẽ nấu nó sẽ hơi, cái vị nó sẽ hơi mặn hơn. Mấy cái quán kia là sẽ vị nó sẽ hơi ngọt một xíu. Cái quán này vị nó sẽ mặn mà. Wow, nó còn bình tĩnh nè. Nó còn riêu rồi anh. Hình như người ta có chiên nó ra một chút nữa. Ăn vô nó sẽ hơi kiểu tự dính dính này với nhau. Kiểu người ta chiên bên ngoài nó hơi xương xương một xíu hay sao. Ở bên ngoài nó sẽ hơi, cảm giác họ hơi xém xém, nhưng mà ở trong nó sẽ mềm á. Đây là một trong những quán đó, bún riêu mà rất là ngon ở bên quận 4. Đáng lý là mình sẽ không review ở đây nhưng mà mình quên mất. Tại vì cái quán này là gần sát công ty mình luôn. Nó cái quán này rất là nổi tiếng. Nhớ có lần mà mình thấy anh Nhã Phương với chị Trường Giang, anh Trường Giang chị Nhã Phương là cùng nhau đi qua đây ăn. Bữa đó mình đang gội đầu bên này luôn nè. Mà bé như vậy ở đây nó tự lạ hơn những cái bún riêu bình thường đó. Nó lạ hơn một chút. Mà nếu mà các bạn có ghé qua quận 4 thì các bạn có thể ăn thử quán ở đây. Thật sự ngon nha. Đỉnh á. Đi ăn mấy cái tô đồ nước này nè, tôi thích nhất là ăn cục thịt. Hồi nhỏ tôi nhìn mấy cái móng nè sợ lắm. Hồi nhỏ mình rất là thấy mẹ ơi nhìn ghê lắm, đừng có cho con ăn. Sau này bút hết. Cái miếng canh vô có vị thanh khác luôn hẳn. Này tôi sẽ cho 8/5. Ngọt. Vâng, thưa các bạn ạ, thay vì ở những cái nơi bình thường mình ăn á thì cảm giác nó khác. Thì cái tô bún riêu mà ở cái nơi mà nó trị giá 600 ngàn ở trong một cái khách sạn thì cảm giác của nó sẽ khác. Và trước khi ăn cái tô bún riêu đó thì tôi ăn cái bánh này cho nó bớt cái vị của cái bún riêu đó. Cái này là bánh gì sô-cô-la á. Ở trong là kem. Ngon quá vậy. Ở giữa này là kem nè. Đấy. Wow. Đây là bánh quy á, nằm ở giữa là một lớp kem, ở dưới là bánh quy tiếp. Tô bún riêu
600 ngàn có gì? Nó sẽ có một cái rất là nhiều đậu, đậu. Hình như tôi muốn riêng bắt buộc phải có đậu hay sao á. Chúng ta sẽ có rau, rau là đĩa rau này đánh giá là thua mấy cái quán bình thường nha. Ui, ở trong này hình như còn có cả cua, thịt, thịt cua vụn ấy. Ở trong cái tô này nó sẽ có thịt cua, này này này, có cua đây này. Các bạn thông cảm tại ánh sáng trong này nó có thể sẽ hơi mờ một tí. Đúng rồi. Wow, cái vị nó thanh, nó vẫn đậm đà nhưng mà nó kiểu sẽ không phải đậm đà mà nó sẽ kiểu nhẹ nhàng, nó kiểu như là lụa các bạn không? Khi mà kiểu như là mấy cái bún bò kia các bạn sẽ cảm giác như là mùa đông mặc đồ nó dày á, nhưng mà cái này cảm giác như lụa kiểu nó lướt qua da, nó kiểu nhẹ nhàng. Ok. Đó, ăn cái nước này các bạn sẽ biết được ở trong cái tô bún riêu này, cái này mình cảm giác giống như là mấy cái tô bún riêu bình thường mà mình ăn á, nó sẽ được nấu, nó sẽ được nấu theo kiểu là người ta sẽ cho rất là nhiều gia vị. Mình ăn ở cái nước gần cuối á, mấy buổi tại vì tầm mình đi là chiều chiều rồi, thì hầu hết cái mùi mình ăn nó sẽ là cái gia vị như kiểu là bột ngọt rồi muối đường rồi này nọ, thứ nó mix lại với nhau. Nhưng mà cái này á, cái vị của nó vẫn giữ được cái hương vị của là cua nè, cà chua nè, đậu nè, với lại là mấy cái mùi cái nước nó nhẹ nhàng hơn giống như cái nước đầu với cái nước cuối vậy á. Không phải vì mình đang ăn nhà hàng nữa, mình xạo lắm đâu, nhưng mà các bạn thì ăn thử đây, thiệt sự là nó khác, nó kiểu nhẹ nhàng lắm. Cái chả cá và có cả thịt con cá ở trong nữa, nhưng mà mình vẫn chưa thấy riêu của mình đâu nhỉ. Đây à, đây đúng không, đây đúng không? Thằng bé nói cho biết nha, bé kêu vị đúng của riêu cua mà nhiều cua là nó giống pate. Còn cái cuối cùng đặc biệt nhất là chúng ta sẽ có cua lột. Chúng ta sẽ được một con cua lột như này để ăn. Thì cái là mình á, thì mình thích ăn tương ớt thì mình xin thêm tương ớt để mình ăn. Hết sảy con bà bảy luôn các bạn, vừa mềm vừa giòn. Ủa coi nè, ôi chua chà. Nhưng mà cái gì cũng có thể làm cho nó cao cấp, không gian ở đây rồi, mát lạnh, sang trọng, quý phái. Nhưng mà mình ăn hơi phèn thôi. Lần hẹn hò đầu tiên mà dẫn bồ tới đây ăn tô bún riêu này thì hỏi em đi ăn bún riêu không? Không ngờ lần hẹn hò đầu tiên anh là dẫn mình đi ăn bún riêu, mình dẫn tới đây hết sảy. Ngày tôi cho 9.5, cả hai mình cho 9.5, 0.5 nữa là bởi vì có thể là tại vì hôm nay mình ăn quá nhiều bún riêu rồi. Là mình ăn vô mình cảm giác là nó không có được hoàn hảo lắm. Nhưng mà nếu như mà các bạn đi đến đây mà các bạn ăn mà các bạn thấy ngon, mẹ cho 10 điểm thì hãy comment ở dưới video này. Không, nhưng mà thẳng thắn mà nói nha, mình cảm giác cái này nó hơi giống bún cá hơn. Cái nước nó hơi giống bún cá hơn á. Tất cả những cái nguyên liệu của nó, cả cái không gian á, nó làm mình cảm giác sang trọng, sang miệng, xịn sò ấy. Nên là ok, thêm điểm trừ nha. Đó là cái khăn ướt. Khăn này nó là cái khăn cồn. Ủa, cái này có phải để mông lông mồm hay là tay thì còn một điểm trừ nữa là không có mắm tôm. Chắc là nhà hàng Tây người ta không ăn mắm tôm. Đúng rồi, tay mùi, nhưng mà không có mắm tôm trừ.